ơi, có 24 người. Căng thẳng quá vậy. Ôi, 24 người ơi, căng thẳng quá anh em ơi. Ula chơi. Căng quá. Anh em ơi, cho mình xin một like với nha anh em ơi. Cảm ơn anh em nhiều nha. Chào vô, vô. Rồi, ok. Vô. Rồi, chúng ta sẽ cùng xem em đánh như thế nào. Để qua. Có chiêu búp chiêu anh em ơi. Có chiêu búp chiêu anh em ơi, có chiêu búp chiêu anh em ơi. Ngầm mi. Khó đánh như ta. Nãy giờ không giết được ai luôn, căng thế nhờ. Chết. Yeah, một mạng, hay quá. Cố lên nào. Nó gom vô kìa. Gom vô anh em, gom vô. Hai mạng. Yeah. Cố lên nào. Rất là căng luôn. Thiên thần Heineken bên đây FM mình rồi. Khó né lắm tại vì này nó đông lắm. Đánh khó né lắm. Ôi nó chạy được. Nè đó. Ai shit kìa. Cố lên. Ba mạng. Yeah. Bốn mạng. Ok. Hay quá. Cố lên. Cố lên anh em ơi, búp máu cái kiểu anh em ơi. Đừng để họ bo vô, đừng để họ bo vô. Qua kia anh ơi, qua kia anh ơi. Ôi, căng quá, căng quá. Nó toàn búp như thế này sao mà giết được trời. Căng thẳng. Mọi người xem cho cô xin một like anh em ơi. Căng quá. Có mùi mơ mỡn không? Có chung phe mình không? Không biết luôn. Đi Heineken, bò Hancock à. Giết người anh em ơi, cố lên. Yeah. Giết luôn. Một mạng nữa anh em ơi, cố lên, cũng cố nào, búp máu anh em ơi. Cố lên anh em ơi, có chiêu hết chiêu đừng chơi. Cố lên đánh thường. Đúng rồi, mình đi theo mình anh em ơi, đúng rồi. Coi chừng chết anh em, có chiêu búp chiêu nha, búp chiêu dùng cua bo hành cấp kìa, giết nó. Cố lên nào. Đừng để chết. Sau lưng kìa, lu gì nè, giết được không? Không giết được. Ôi, hay nhì rồi. Chết ngựa rồi. Cố lên. Lý Nguyên Bá này nọ cái kiểu giết nó. Búp máu anh em ơi. Bia Heineken. Bé heo. Ồ, có bé heo bên mình đó mà. Giết luôn. Nga mi tú xương kìa. Cố lên. Giết được không? Không giết được. Giết cái. Không giết được luôn. Ôi căng thẳng. Oh my god.
căng quá. Cố lên nào, Lý Nguyên Bá kìa. Lý Nguyên Bá này rất là trâu nha. Giết luôn, đúc máu lên, đúng rồi. Đúng rồi anh em ơi, đúng rồi, đánh vô, mãi mãi kìa. Anh chạy được rồi kìa anh em, bắt anh vô. Cố lên nào. Qua đây quýnh nè anh em ơi. Đúng rồi, bắt ảnh vô. Đúng rồi, đừng cho anh sống. Đúng rồi, ảnh chia ra, bắt ảnh vô. Chù, sao ảnh trâu với nhà trời. Nguy hiểm quá, bên dưới là đông nè. Không được, bên đó bút máu hết trơn rồi. Mình chạy thôi. Mười mấy giây nữa thôi, bên mình đang bị lép với nè anh em ơi. Mũi bơm mỡn kìa, mũi mỡn, đâm to quá. Chết ngựa chưa? Bút máu. Chết ngựa rồi. Ok, chạy. Ây da, bên mình bị ép phe rồi anh em ơi, ép phe rồi. Cứu với, căng thẳng quá. Giết được ai, giết luôn, đúng rồi. Giết anh em ơi, cố lên nào, đừng để chết. Chúng ta phải top 2, cố gắng top 2, top 1 anh em ơi. Mũi bơm mỡn đứng đó, đông quá. Cố lên. Ôi, exit. Ôi, không bút máu được chứ, exit thôi. Bỏ hành công. Căng quá. Cố lên nào anh em. Hết giờ rồi. Wow, căng quá. Ôi, 300 được xem rồi anh em ơi. Cố gắng like share anh em ơi. Like share nhiều vô. Like share nhiều vô mọi người ơi. Exit treo rồi. Bên kia có mùi mơn mẫn. Cố lên nào anh em ơi, đừng để chết. Cố lên. Mùi mơn mẫn bên đây, mùi mơn mẫn bên đây mình né đi. Qua bên đây, qua đây đánh. Đây nè anh em. Giết nè. Ôi bị cấu luôn, cái định mệnh cái thi. Cố lên nào. Lưng kìa, anh lưng kìa. Vô, đam. Không được luôn, cái thi. Nhưng mà không sao, chúng ta vẫn có thể ăn được. Dứt. Thiên thần top 3. Ngâu ngơ. Ôi căng quá. Cố lên nào anh em ơi. Ôi trâu quá. Giết Whisky. Ba Dũng nè. Cố lên nào anh em ơi, giết ông này luôn. Đúng rồi, giết luôn, đừng cho ông sống. Giết ông luôn. Rosier. Bro này ăn được. Ăn được một mạng hay quá. Ô, hạng 3 rồi, chết ngựa. Thấy mẹ, hạng 3 là mơ chung nhánh với là hạng nhất. Tú xương. Mình không biết ai hạng nhất anh em ơi. Cả mình đánh đại hết sức luôn nha anh em. Mình đánh đại hết sức nha. Mình gắn lên hạng 2 luôn. Đúng rồi. Ba mấy giây nữa thôi. Hạng 2 hoặc hạng nhất. Không cho mấy hạng kia. Không giết rồi. Cố lên. Không gắt hạng là được. Ăn luôn. Ừ đúng rồi, hay quá. Rồi.
Wow, căng thẳng gặp ai đây? Mũi bóng mọn hạng nhất, mình hạng nhì. Thiên thần sẽ đánh nhánh với mình. Wow. Ây da. Má ơi, không lên được hạng nhất. Ông hạng nhất ông khỏe quá. Hello mọi người nha, mọi người xem cho cô xin một like anh em ơi, một like anh em ơi, một like nha. Đang rất là căng thẳng anh em ơi. Căng thẳng quá. Căng quá anh em, thật sự rất là căng. Hello mọi người, hello Lê Anh Thanh nha. Bò hành cốc. Căng. Hello mọi người, anh em xem cho cô xin một like với nha anh em ơi. Cảm ơn em nhiều nha. Ngâu ngơ bao nhiêu bình giáp này? Ngâu ngơ 7 triệu bình giáp. Cố gắng lên nào anh em ơi, cố gắng lên nào. Đang mang bỏ thể hay chiếc mạng, không biết nữa anh em. Để mình tập trung. Ngẫu ngờ này bị cái thông minh nha. When there's no hope, hiding, no chance, concealing what deep down I feel.
Hello mọi người nha, anh em xem cho cô xin một like với nhà anh em ơi, cảm ơn anh em nhiều nha. Đúng rồi, đúng vào hai chân, nhưng mà mình phải né cái chiêu của họ. Yeah, mình vô vòng trong rồi anh em. Yeah. Rồi, ok. Khỏe rồi anh em. Hello mọi người xem cho cô xin một like nha anh em ơi. Gần 500 người xem rồi anh em ơi, Yeah, vô vòng trong rồi mọi người. Vậy là quá ok rồi. Vô chung kết rồi. Vô chung kết là vô được vòng chung kết Võ Lâm Minh Chủ rồi. Hay quá. Anh em xe like xe giùm cô nha anh em ơi. Mình chuẩn bị mình phát code thứ 3 luôn nè anh em ơi. Mất hai cái nhảy mình luôn. Someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. Oh. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the
the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. You'll break your back to make me feel again. Suffocate to make me breathe again. Lose your mind from endless praying. Some things never change, never change. Chà, cay quá, thua có 50k đam mà. Cái pha nãy mình không có cái kia. Ồ, đánh câu kéo ghê luôn á anh em, thật sự quá hay, quá hay, quá căng luôn á, quá dữ, quá dữ. Nhưng mà cái mục tiêu của mình là vô chung kết, như vậy là quá ghê rồi anh em. À, anh muội mơn mởn nè, muội mơn mởn là ảnh đây, ảnh hơn mình được cái khí hồn, chỉ số của ảnh nè, đam nè, rất là cao luôn anh em. Thua đam, thua 50k đam. Hồi nãy mình rút lên thì mình xém được ảnh lên được rồi. Ảnh lên ngửa, anh chạy lẹo á. Và nếu thích video này, các bạn nhấn like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt, anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nho nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình, thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Ờ, đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.